Danh tính người đàn ông lao xuống sông cứu nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô giữa trời giá buốt. Vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh Thái Bình, một chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota do một nữ tài xế điều khiển đã bất ngờ lao xuống sông. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: chị gái lái xe lao ra gần giữa sông, may mắn được một người đàn ông nhanh chân xuống cứu vớt. Rất nhiều người sau khi biết chuyện đã gửi lời chúc mừng đến nữ tài xế may mắn thoát nạn. Một số khác thì lại thán phục, cảm kích người đàn ông chưa rõ danh tính đã dũng cảm bất chấp nguy hiểm cùng với cái lạnh dưới 10 độ C để có thể lao xuống sông cứu người. Được biết, người đàn ông dũng cảm trong vụ việc là ông Hoàng Ngọc Lương. Chia sẻ với báo chí, ông cho biết, lúc đó tôi vừa đón con trai xuất ngũ từ huyện đội. Khi đi qua cầu Các Già thì phát hiện sự việc ô tô con chìm dưới sông. Lúc này thấy người dân bảo có người trong xe nên tôi lập tức cởi áo khoác ngoài và nhảy xuống cứu người. Khi ông bơi ra tới chiếc xe ô tô thì cửa kính xe đã hé mở. Ông lặn xuống và túm gáy nữ tài xế trong xe đưa ra ngoài và kéo lên trên bờ. Lúc này thì người phụ nữ đã bất tỉnh. Khi được kéo lên bờ cùng mọi người sơ cứu, nữ tài xế may mắn tỉnh lại, bật khóc và nói lời cảm ơn với ông Hoàng Ngọc Lương.